Trong lúc ngồi nghỉ ngơi chờ khách, chú Năm lấy hết số tiền vừa mới lãnh lương và chạy xe ôm kiếm thêm mấy ngày qua có được. Chú mang ra đếm và sắp xếp cho gọn lại. Hành động đếm tiền ở nơi công cộng tuy là rất nhanh nhưng đã kịp rơi vào tầm ngắm của một người thanh niên lạ mặt. Hắn vội chạy xe lại, đậu cạnh xe của ông và im lặng nghe ngóng. Tôi chưa có ăn, tôi mới chạy cuốc về, trời nắng nóng quá. Đang ngồi nghỉ chút xíu rồi mới kiếm gì ăn. Nè bà, ngày mai tôi về nha bà. Trời ơi, thì mỗi tuần tôi về cuối tuần, nhưng hôm nay tôi về sớm chút. Có gì đâu, thì tôi mới lãnh lương. Với lại hôm nay chạy rai rai cũng kiếm chút ít. Sẵn tôi đem tiền về cho hai má con bà luôn. Cuộc đối thoại vừa đủ để người thanh niên đó nắm rõ những thông tin mà hắn cần biết. Sau đó, hắn quyết định chọn chú Năm là đối tượng để ra tay. Đợi chú nói chuyện điện thoại xong, hắn nhanh chóng bắt chuyện tiếp cận. Chú cũng chạy xe hôm nay hả chú? Quý vị hãy quan sát và theo dõi hành động bất thường của người thanh niên này. Hắn có tới hai hộp thuốc lá khác nhau trong người. Chú không phải chạy thường xuyên ở đây sao? Đâu có, chú chạy ra đây kiếm về cuốc. Vậy là cậu chạy thường xuyên đây hả? Dạ, đúng rồi, đây bến con mà. Bởi vì con thấy chú lạ lạ, không có hỏi mà. Vậy hả, tự vì tôi đậu tôi che mát chút xíu thôi. Chuyện trời nóng mà, thôi tôi đi tôi trả chậu đây. Ơi, chú ơi, mình đồng nghiệp nhau không mà chú. Có gì đâu mà, cứ ngồi đây đi. Con chạy, có cuốc con chạy, chú chạy chứ đâu có liên quan gì đâu. Chú hút cho con đi thuốc ha. Tôi có thuốc rồi, cảm ơn cậu. Mình đồng nghiệp nhau không à. Hút cho con điếu đi, mai mốt hết thuốc con xin chú. Hút cho con điếu đi. Việc mời thuốc lá là một cách xã giao quen thuộc của cánh tài xế tụi tôi. Nên khi đó tôi đâu có gì phải nghi ngờ hay lo ngại. Dạ con xin lỗi, con có điện thoại. Alo. Chú ơi, chú ngồi đây nha, con có cuốc rồi con đi à. Cậu đi hả? Dạ. Đi nha chú. Xin cậu quá. Chú ơi, chú. Đầu tôi đau quá. Chú. Sao chú lại nằm ở đây vậy chú? Sao tôi nằm ở đây? Có sao không chú? Đi đau cái đầu quá. Ủa,
Nãy chú nhớ chú ngồi trên xe, rồi chú qua đây chú ngồi, chú nghỉ mà tại sao? Con đâu có biết gì đâu, tại vì con ở nhà con sát bên đây nè. Con mới đi ra đây, con định bắt xe ôm để đi công chuyện. Rồi con thấy chú nằm ở đây, thấy lạ quá nên con mới vô kêu chú dậy đó. Xe chú đậu đây đâu rồi? Cái gì vậy chú? Xe chú mới đậu đây đâu rồi con? Con có thấy xe chú đây không? Không, con không biết gì đâu nha. Tại vì con thấy lạ quá, con thấy chú nằm ở đây rồi xung quanh không có ai hết à. Nên con vô kêu chú dậy thôi à. Mà lúc nãy con tới đây con đâu thấy xe, đâu thấy gì đâu. Thấy một mình chú nằm ở đây thôi. Điện thoại mất tiêu rồi, bóp cũng mất rồi. Tôi nhờ người khách nữ chở tôi tới phòng khám, song song với việc đi báo công an luôn. Tới khi vào phòng khám, rồi xét nghiệm, rồi chẩn đoán các kiểu, bác sĩ cho tôi biết trong người tôi có lượng thuốc mê khá là lớn. Và công an cũng tích cực lấy lời khai của tôi. Bên cơ quan công an nghe xong, họ báo tôi biết vậy là tôi đã bị dàn cảnh lừa lấy tài sản. Bên các anh cũng đang điều tra các đối tượng giả danh là xe ôm tới lân la tiếp cận các tài xế khác, rồi mời họ hút thuốc có tẩm thuốc mê, rồi chiếm đoạt tài sản. Vậy là tôi hiểu được chiêu trò của bọn chúng rồi. Tôi bắt đầu nhớ lại sự việc xảy ra lúc đó. Ngày hôm đó, tôi đeo giao hàng cho khách mua quần áo, rồi lái xe chở đúng một người khách lên vỉa hè, dừng lại để nghỉ ngơi. Lúc đó, tôi nhớ là tôi có lấy tiền để đếm. À, vậy là có thể hắn ta đã thấy tôi có tiền, nên chọn tôi là đối tượng. Hắn ta mời tôi hút thuốc. Thì tôi cũng cứ nghĩ là phép xã giao, mời điếu thuốc là chuyện rất thuận tình thôi. Tôi thấy hắn ta cũng lấy thuốc ra chuẩn bị hút. Tôi đâu có biết là điếu thuốc hắn ta đưa cho tôi hút khác với điếu thuốc mà hắn đang cầm trên tay đâu. Biết điếu thuốc đó có thuốc mê, sợ ảnh hưởng của khói thuốc nên hắn ta nhanh chóng rời đi. Giả giờ là có cuộc điện thoại của khách, nhưng tôi chắc là để gọi cho đồng bọn để tới tiếp ứng. Mày bắt xe ngã ba gặp tao. Rồi. Cái chuyện này xảy ra thì cũng một phần do tôi đã thiếu cảnh giác. Tôi đã đếm tiền và còn nói chuyện nguyên thiên có nhiều tài sản trong người, để kẻ gian có cơ hội mà ra tay. Vậy là đã rõ, hóa ra người thanh niên tự xưng là đồng nghiệp cùng hành nghề chạy xe ôm với nạn nhân là chính là tên lừa đảo rành ma. Với những điếu thuốc đã được tẩm sẵn thuốc mê, hắn đi rảo quanh các con đường và khi phát hiện ra con mồi có tài sản ở một địa điểm thuận lợi, hắn sẽ tiếp cận và mời nạn nhân hút thuốc. Nạn nhân nào biết hút thuốc và mất cảnh giác thì sẽ rơi vào bẫy của hắn ta. Chí Thuận mong đây sẽ là bài học cảnh giác cho tất cả chúng ta. Hãy cẩn trọng hơn khi có người lạ mặt mời dùng đồ ăn thức uống, hoặc đơn giản chỉ là xã giao mời hút một điếu thuốc như tình huống vừa rồi. Còn bây giờ, Chí Thuận xin mời quý vị cùng đến với tình huống tiếp theo ngay sau đây. Thưa quý vị, những cuộc thi tuyển chọn công chức thường diễn ra một năm một lần, có nơi còn tuyển vài năm một lần, nên cơ hội rất ít và sự cạnh tranh cũng rất lớn. Chính vì lẽ đó mà hiện nay nhiều kẻ gian đã lợi dụng điều này để giăng những cạm bẫy lừa đảo. Mục tiêu của chúng là những người có tiền và có nhu cầu tìm một vị trí biên chế trong nhà nước. Thủ đoạn và chiêu trò của những tên này ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau đây cùng với Trí Thuận để hiểu rõ hơn nhé. Gia đình tôi á, có duy nhất thằng con trai à, nên mọi tình thương á, mọi vốn liếng của cải hy vọng tôi đều đổ dồn vô mình nó. Con tôi học ở chuyên ngành kinh tế, ra trường nay cũng được 2 năm rồi, công việc thì cứ bấp bênh không có ổn định, không đâu vào đâu hết. Nên khi tôi nghe thông tin có đợt thi tuyển công chức nhà nước được làm việc trong Bộ Tài chính, và mặc dù con tôi chưa từng làm việc ở cơ quan nhà nước, nhưng tôi vẫn chạy đôn chạy đáo hỏi thăm người này rồi người kia về hồ sơ thủ tục giấy tờ các thứ để con tôi được vô biên chế nhà nước. Ủa, đi đâu vậy anh Bảy? À, dạ anh Sáu, tôi tính vô nhà bà Hai. Vậy hả? Bữa trước á, tôi nói với anh á, là bên Bộ Tài chính á, họ mở được thi tuyển công chức á, thằng con trai anh đăng ký chưa? Trời, mấy bữa nay tôi đang chạy ngược chạy xuôi để hỏi thăm ba cái giấy tờ thủ tục nè, mà không có hỏi được ai hết trơn á. Anh có biết anh chỉ giùm tôi đi.
Hồi trước á, tôi rành vụ này lắm, nhưng mà bây giờ tôi hưu trí lâu rồi, không biết sau này á, thủ tục hồ sơ nộp á, có thay đổi gì không nữa. Thôi không ấy, để tôi tìm người quen tôi hỏi cho anh ha. Dạ, vậy có gì nhờ anh giúp giùm. Ừ, bây giờ mà tôi phải chạy cái giấy tờ thủ tục cho nó, rồi cũng đang kiếm cái chỗ cho nó luyện ôn thi đó. À, phải chi mà có cái chỗ nào luyện thi mà nó bảo đảm đậu 100% luôn thì hay quá. Bảo đảm gì, băng thua là con của anh á, thi rồi luyện thế nào rồi sẽ thi tốt thôi, chứ có gì đảm bảo. Ý tôi á là cái chỗ nào nó luyện thi á, tôi thấy nó hay đăng á, mà nó mình trả tiền nhiều một chút cái nó bảo đảm đậu luôn. Ý là anh nói cái vụ đó hả? Dạ. Ôi thôi thôi, không được đâu anh ơi, bây giờ khó khăn lắm đó. Thôi nói con anh cố gắng luyện thi ôn tập tốt đi thì đạt kết quả cao nha. Có thể á, tôi giúp anh á, tôi hỏi chỗ nào ôn thi tốt để tôi chỉ cho anh cho cháu tới đó ôn thi. Đừng làm ba chuyện đó nha, nguy hiểm lắm đó. Dạ nha. Chị nhờ anh giúp cháu giùm. Ừ, có gì gia đình tôi hậu tạ. Trời, hậu tạ gì, giúp con cháu à. Thôi vậy nha, anh đi đâu đi đi nha. Rồi có gì tôi hỏi rồi tôi alo cho anh ha. Rồi cảm ơn anh. Tôi qua nhà hàng xóm hỏi thăm thêm thông tin về đợt thi công chức. Vừa về tới nhà, tôi tự nhiên tôi thấy có một mảnh giấy ở trước cửa tôi nhà. Lớp ôn thi công chức. Bởi vì cái thật là trùng hợp, tôi thì đang lo lắng về đợt thi công chức, lại gặp đúng ngay cái tờ rơi tuyển sinh khóa ôn luyện để thi công chức nữa. Vậy thì còn gì bằng nữa, tôi quyết định tự mình sẽ liên hệ chỗ này để hỏi thêm thông tin xem sao mà không báo để cho con trai tôi biết, để nó khỏi bận tâm làm công việc hiện tại của nó. Tôi gọi điện thì đầu dây bên kia là một giọng của một người đàn ông. Sau khi tôi ngỏ ý muốn đăng ký khóa ôn thi này thì cậu ta hẹn tôi hen là vào ngày mai tại một quán cà phê ở gần trung tâm, vì cậu ấy có công việc gì đó ngoài đấy á. Để em gửi anh cái card visit. Gửi anh. À, ủa vậy là thầy là hiện giờ đang công tác ở Bộ Tài chánh luôn hả? Dạ đúng rồi, em làm ở đó hơn 12 năm rồi anh. Ồ, tôi á, ý định muốn cho con trai thi vô công chức đợt này là xin vô Bộ Tài chánh làm đó. Thì có gì thầy giúp đỡ đó. Cái này cũng đơn giản thôi. Mà trước tiên cho em hỏi một số thông tin về cháu ở nhà. Đó là hiện tại con trai của anh đã ra trường chưa? Em nó là tốt nghiệp đại học cao đẳng, với lại do làm trong cơ quan nhà nước nên yêu cầu rất là gắt gao. Gia đình mình phải đảm bảo là không vi phạm pháp luật gì. Còn riêng em nó là chưa từng có tiền án tiền sự gì hết á. Cái đó thì thầy khỏi lo, gia đình tôi là bảo đảm là đáp ứng đầy đủ mấy cái yêu cầu đó. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ anh chỉ cần cho con trai anh tới cái trung tâm của tụi em học. Trung tâm của em á là kinh nghiệm trên 10 năm rồi. Cho nên số lượng học viên đến đăng ký học và thi công chức á đậu rất là cao. Như vậy là nếu mà tôi cho con trai tôi tới cái trung tâm của thầy học đó thì là bảo đảm đậu hả? Dạ. Cái này em nói với anh luôn là đảm bảo đậu 100% thì em không có dám chắc, tại vì học tài thi phận mà. Nhưng mà mấy thầy trong trung tâm á cũng là viên chức nhà nước hết. Tụi em cũng từng học và thi rồi, cho nên có kinh nghiệm truyền dạy lại cho mấy bạn trẻ. Đây, em gửi anh cái lịch trình học với lại học phí luôn. Anh cứ xem qua, thời gian nào mà hợp với con trai thì anh đăng ký cho anh em nó học. Ấn tượng ban đầu của tôi là tôi tiếp xúc, nói chuyện thì tôi thấy cậu ấy là một người là khá là chững chạc, ăn nói lại từ tốn, điềm đạm. Cậu ấy đưa cho tôi xem cái thời khóa biểu và lịch rất là rõ ràng. Nói thật sự thì tôi chỉ xem qua loa cho có thôi, chứ thật ra ý định của tôi là một mặt muốn con học lớp ôn thi, mặt khác thì tôi muốn nắm chắc rằng con mình đã thi là phải đậu, phải vào được biên chế nhà nước, nên tôi cứ rào trước đón sau nó khi nói chuyện với cậu ấy.
Ý tôi muốn là mình có cái cách nào đó mà con tôi nó đăng ký, nó học rồi, khi mà đi thi á thì chắc chắn đậu 100% luôn, để mình khỏi có lo cái vụ mà học tài thi phận. Nói thiệt với anh, thông thường thì 10 người đến luyện ở trung tâm thì có xác suất thi đậu khoảng 5 người, có nghĩa là 50-50 á. Đó, tôi muốn là con trai tôi sau khi học xong nó đi thi nó nằm trong cái 5 người đậu á. Tôi sốt ruột lắm, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi quyết định là nói ra cái ý định của mình. Nói ra xong tôi cũng hồi hộp lắm, vì sợ bị phản bác lại hay từ chối. Vì thực ra tôi biết mình đang làm gì cứ là trái pháp luật. Cách đó thì em có, nhưng mà nói trước cách này nó không có được hợp lệ cho lắm. Anh, tôi biết, nhưng mà tại vì cũng mong muốn nó tương lai nó tốt hơn mà. Bây giờ thầy cách làm sao á, thầy nói cho tôi nghe đi. Bây giờ á, em có một cách thì anh chỉ cần cho con trai anh theo học cái lớp ôn của bên em, tới ngày tới giờ thì cứ đi thi, đảm bảo sẽ đậu 100%. Đó, tôi muốn cái cách làm vậy. Vậy chi phí nó khoảng... Như anh cũng biết rồi đó, muốn vô biên chế nhà nước cũng cực kỳ khó, tại vì rất là nhiều người muốn vô. Cho nên á, bây giờ cần phải có 400 triệu thì mới vô làm cho Bộ Tài chính được. Nhiều vậy hả? Vậy nếu mà tôi chi cái tiền đó ra thì bên thầy có cung cấp lại cho tôi cái biên lai hay là biên nhận gì? Em với anh cũng đều biết cái việc làm này á là mình đi đường sau, thì làm sao mà có cái chuyện biên nhận biên lai gì. Như vậy người ta bị lòi đuôi, người ta đâu có làm được cho mình đâu anh. Thì nếu như mà anh tin tưởng em á thì cứ giao cho em, em sẽ cố gắng hết sức hết mình để cho con trai anh được vô biên chế. Nghe cậu ấy giải thích tôi thấy cũng hợp lý, bởi vì những việc cửa sau ngoài luồng như thế này thì ai mà dám giấy trắng mực đen, ngoài việc chắc chắn con tôi đậu 100% ra. Cậu ấy còn nói thêm là gói phí này sẽ bao gồm luôn cả công việc, lo công việc nè, lo bằng cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, rồi chứng chỉ văn thư lưu trữ nữa, chuyên ngành này nọ, rồi lo luôn việc giấy chứng nhận công tác cho con tôi đang làm việc trong một cơ quan nhà nước bất kỳ, để hợp thức hóa mọi thủ tục hồ sơ nữa chứ. Rồi tôi nghe cậu ấy nói toàn những chuyện chuyên ngành, nắm rõ về kiến thức chuyên môn nên tôi tin lắm. Nhưng số tiền cũng khá lớn, tôi cần cái thời gian để suy nghĩ nữa chứ. Vậy thầy, cái số tiền nó cũng hơi nhiều, do đó thầy có thể là để tôi về nhà tôi suy nghĩ lại rồi gọi điện thoại sao cho thầy được không? Thôi được rồi, giờ anh cứ về suy nghĩ cho kỹ. Một là anh cho con anh học ở trung tâm em như bình thường. Hai là để đảm bảo đậu 100% thì anh nên làm theo gợi ý của em, đó là mình đi cửa hậu. Mà anh cũng nên tranh thủ đi, tại thời cơ đó cũng chỉ có một. Kỳ thi nó sắp tới rồi, nếu mà mình để trượt đó thì qua tới năm sau là tội nghiệp con nó. Nha. Thôi em có việc em phải đi gấp. Chào anh. Dạ. Cảm ơn anh. Lại. Để đảm bảo đậu 100% thì anh nên làm theo gợi ý của em, đó là mình đi cửa hậu. Kỳ thi nó sắp tới rồi, nếu mà mình để trượt thì qua tới năm sau là tội nghiệp con nó. Vừa về tới nhà, tôi trằn trọc suy nghĩ mãi. Vì tương lai tươi sáng của con mình, tôi quyết định sẽ làm theo những cái gì cậu ấy gợi ý. Lúc ấy tôi cũng muốn gọi cho con trai, nhưng lại sợ nó cản mình. Rồi dùng dàn qua lại, thì mất công lỡ mất kỳ thi và lỡ việc của con. Tôi cứ âm thầm một mình tôi, chỉ thông báo cho con biết là tôi tìm được cái khóa ôn thi cho con tôi rồi. Con chỉ việc tới và học
và thi thôi. Mọi việc còn lại để tôi tính, tôi quyết định chuyển tiền. Thì chuyển tiền xong á, tôi gọi điện thoại cho cậu ấy để hỏi xem có nhận được chưa. Thì tôi thấy lạ vô cùng khi điện thoại cậu ấy đã không liên lạc được, nên tính có chuyện không lành rồi. Nên tôi liền lấy danh thiếp mà cậu ấy đưa cho tôi á, số điện thoại bàn ở trên đó. Thì đúng là trung tâm môn thi công chức thiệt, nhưng họ nói không có thầy giáo nào tên Kiên hết. Vậy là tôi biết mình đã bị lừa rồi. Sau chuỗi lại mọi sự việc á, thì tôi nhận ra rằng á, mọi việc đến với mình á, đều quá sức trùng hợp đi. Từ việc nhận được cái tờ rơi á, với nội dung khai giảng lớp ôn thi công chức, cho tới việc được gặp gỡ người thầy, người cán bộ làm việc trong bộ tài chính á, tôi đoán là có thể cậu ấy nghe ngóng và biết được tôi đang cần cho con mình vào biên chế nhà nước, nên cậu ấy chuẩn bị tờ rơi khóa học để tiếp cận tôi trước. Đọc xong nội dung tờ rơi á, tôi mừng như buồn ngủ gặp chiếu manh vậy á. Tôi gọi điện thoại hẹn thì cậu ấy chần chừ qua ngày hôm sau mới gặp. Mà gặp thì gặp tại quán cà phê, chứ không phải là tại trung tâm nữa. Đáng lẽ ra tôi nên nghi ngờ việc này từ ngay từ đầu rồi. Nhưng cũng do tâm lý tôi lúc ấy, việc quan trọng là con mình phải đậu 100% ở kỳ thi công chức, chứ đâu có quan tâm tới khóa ôn thi này đâu. Gặp tại trung tâm thì làm sao tôi có thể bày tỏ được. Tôi cũng quá chủ quan sai lầm khi muốn lách luật mà đã vội vàng nôn nóng chuyển khoản cho cậu ta 400 triệu mà không kiểm chứng các nguồn thông tin liên quan đến khóa học hay là giáo viên tại trung tâm. Ủa chưa ngồi đó vậy? Hai, vô đây chơi. Ngồi đi. Làm gì sáng sớm mặt căng thẳng biết gì vậy? Nè. Ôi. Uống một ly nước cho nó tươi tỉnh lên nè. Mà thôi đi, trời ơi, không có ăn uống gì hết trơn. Tôi đang bực mình quá chừng nữa nè. Ủa mà chuyện gì? Chuyện gì bực mình? Bà đừng có nói tôi là bị giật nợ nha. Ủa, bộ trên cái mặt tôi nó có nguyên chữ bị giật nợ luôn hả? Ủa thiệt sao hả? Sao bà biết hay vậy? Thôi thôi, sao vậy nói tôi nghe coi. 40 triệu. Ủa. Thì ông Tám tiệm vàng đó, tôi giao cho ổng cái đợt hàng đó vừa xong. Thấy ổng cũng là khách quen, với lại hả, ổng cũng là dân có tiền, cho nên tôi ỷ y tôi cho ổng thiếu nợ lại. Rồi bây giờ tôi gọi điện hoài không liên lạc được. Trời, 40 triệu lận. Giờ bà tính làm sao? Bởi tôi đang rầu từ sáng giờ nè. Trời, sao nhà bà xui dữ vậy trời? Bà nói tôi mới để ý nha. Hình như là năm nay á, cái giận xui của tôi nó ập tới á, mà không phải riêng cái chuyện tiền bạc không, mà còn chuyện gì nữa hả? Bà đừng có nói bà với ổng có chuyện nữa nha. Thì đó mà hả, tôi không có chắc chắn lắm, tôi chỉ nghi thôi à. Bà có bắt được quả tang không, hay là bà đọc được tin nhắn? Tôi á, tôi thấy cái thái độ ổng kỳ kỳ thôi à. Bà coi nha, sáng sớm ổng đi ra ngoài cái mặt này ổng vui vẻ tươi tỉnh lắm, chiều tối về nói chuyện với tôi 2-3 câu là kiếm chuyện cự cãi liền đó. Rồi có khi ổng còn đi qua nguyên một đêm luôn. Từ nào giờ đâu có như vậy, từ nào giờ là ổng vui vẻ lắm, giờ giấc ổng đúng giờ là ổng nói đi đâu là đi đâu, nói về là về. Mà kỳ này sao kỳ quá, tôi hỏi ổng ổng còn cự tôi nữa, ổng không trả lời đâu. Theo như á, tôi nghe bà kể như vậy á, tôi chắc chắn 80% là ổng có bồ. Giờ bà tính làm sao? Tính làm sao? Giờ tôi cũng không biết tính làm sao nữa. Trời ơi, năm nay sao bà xui dữ vậy ta? Theo như tôi á, bây giờ bà đi coi thầy đi, hay là mua đồ về cúng vái trong nhà rồi đi coi thầy gỡ nhé. Ha, bà nói đúng đó. Để tôi hỏi, rồi tôi đi coi thầy mới được. Nhưng mà giờ này ha, bà giúp tôi nha. Bà về bà hỏi ông Hai Tình á, thử coi là hai ông đi chơi cờ tướng với nhau á, là có gặp con nào không?
có nói chuyện điện thoại hay nhắn tin với con nào không? Bà về bà hỏi giùm tôi thử đi. Thôi, bà đừng có xúi tôi làm chuyện đó. Ông nhà tôi ông khó chịu lắm. Tôi vậy hả? Là ông nói tôi lo chuyện bao đồng. Bà lo tìm cách mà lôi kéo ông chồng bà về đi. Thôi thôi, bây giờ tôi đi về tôi nấu cơm nha. Bà lo đi, chuyện của bà lo đi. Cái bà này đang nói chuyện với bỏ đi về à, là sao? Tôi làm nghề bán vật liệu xây dựng, mà đó giờ làm gì có chuyện bị quỵt nợ kiểu này. Tự nhiên cái mất tới 40 triệu, đâu phải ít. Chuyện tiền bạc đã bực mình rồi, mà chuyện gia đình cũng không xong. Vợ chồng tôi dạo này cứ cơm không lành, canh không ngọt. Kể cho người ngoài nghe để giải tỏa tâm sự, mà cũng không có ai giải quyết được với mình. Coi như cũng không giải quyết được cái chuyện gì. Ba cái Facebook này thiệt, ngày nào cũng thông báo ba cái tin gì đâu không à. Xưa giờ tôi đâu có rành ba cái công nghệ đâu. Mà có lần nhỏ con gái nó tạo cho cái Facebook xài thử. Tôi thấy hôm đó tôi lướt Facebook thì thấy một cái bài đăng lạ lắm, nói trúng tâm lý của tôi luôn. Công việc làm ăn gặp nhiều trục trặc, nghi ngờ chồng có nhân tình, năm xuôi tháng hạn. Ủa, sao giống y như mình vậy ta? Yên tâm, đã có thầy Na giúp bạn, làm phước giúp đời, xin không nhận bất kỳ lợi lộc nào. Ủa, thầy Na là thầy nào vậy ta? Ủa, có tin nhắn nữa. Ủa, sao còn nhắn tin cho mình nữa? Trong cuộc sống hàng ngày, đa số mọi người đều sẽ gặp những khó khăn, phiền muộn liên quan đến tiền bạc, tình cảm. Chính vì vậy, những tin nhắn đánh vào tâm lý sẽ khiến nạn nhân mất cảnh giác, dễ dàng bị khai thác, dẫn dắt. Dạ, alo ạ. Dạ, em chào chị. Em là Trang, đệ tử của thầy Na. Chị có phải tên của chị giống như tên Facebook là chị Tư đúng không ạ? Đúng rồi cô. Mà sao cô biết vậy? Thầy Na của em là cả đời giúp người. Thầy cảm nhận được năng lượng của chị đang cần giúp đỡ. Và chị cũng là một trong số ít những người có duyên với thầy. Nên là thầy đã chủ động tìm và giúp đỡ cho chị đó chị. Ủa, vậy là phải dạng thầy cúng không vậy cô? Dạ đúng rồi chị. Thầy làm chỉ với tâm niệm là giúp đỡ cho những người khó khăn. Thầy không có lấy lợi lộc hay là cái số tiền của bất kỳ ai hết trơn đó chị. Trời ơi, vậy tốt quá. Cô ơi, vậy cô nói thầy Na giúp cho tôi đi cô. Dạ được chú chị. Chị Tư cứ yên tâm nha. Dạ nhưng mà bây giờ thầy của em đang làm lễ cúng đó chị. Để khi mà cúng xong á thì em sẽ vô em nói trực tiếp với thầy ha chị. Dạ, trời ơi, mừng quá, mừng quá. Cảm ơn cô nha cô. Dạ, dạ em chào chị. Dạ, chào cô. Cuộc gọi đó đối với tôi như một cái phao cứu sinh vậy. Khi mà mình đang bế tắc đủ thứ chuyện, từ tiền bạc tới chuyện vợ chồng, đang không biết phải làm sao á, thì lại nhận được một cái lời đề nghị giúp đỡ từ một cái ông thầy cúng xa lạ. Khoảng một tiếng sau á, ông thầy đó mới gọi cho tôi. Dạ, alo ạ. Chào cô, tôi là thầy Na, cô cần tôi giúp gì? Dạ, chào thầy ạ. Dạ, không giấu gì thầy, con làm ăn xui xẻo bị mất tiền, với lại con nghi chồng con có người khác, không biết có đúng vậy không nữa, thầy làm ơn thầy coi giúp giùm con nha thầy. Cho thầy ngày tháng năm sinh và giờ sinh của con. Dạ. Con sinh 12 giờ trưa, ngày 21 tháng 8 năm 1965 á thầy. Theo thầy nhẩm tính, vận mệnh của con rơi vào năm hạn,
Qua cái chuyện xui này thì trong vòng 2 tháng tới, cuộc sống của con vẫn ổn định, không có gì xấu. Có điều đến tháng kế tiếp nữa thì có chuyện lớn xảy ra. Nặng thì vợ chồng ly thân, nhẹ thì gia sản thất thoát. Ủa, thầy ơi, vậy là chồng con có người khác thiệt hả thầy? Theo thầy soi thì thấy ở thời điểm bây giờ, mối quan hệ giữa chồng con và nhân tình chỉ mới sơ khai. Nhưng sau 2 tháng nữa, tình cảm sẽ bắt đầu sâu đậm. Lúc đó khó mà nói được. Dạ, thầy ơi, bây giờ mình có cách nào mình ngăn cái chuyện này lại không thầy? Chứ hai vợ chồng con sống với nhau mấy chục năm rồi, không có chuyện gì hết á. Bây giờ tự nhiên ông bỏ ông theo người khác, con khổ lắm thầy ơi, con không biết sống như sao đây nữa. Thầy giúp con đi thầy. Thôi bây giờ như vậy, trước mắt thầy sẽ cúng giải hạn vận xui cho con. Chuyện cúng giải hạn thì đơn giản, dựa vô ngày tháng năm sinh của con, thầy tự làm lễ cúng là được. Dạ. Con không cần đến trực tiếp. Còn về chuyện chồng thì thầy nghĩ thầy sẽ giúp con làm lá bùa. Lá bùa này có tác dụng kéo chồng con về trước khi ông có tình cảm sâu đậm với lại nhân tình. Dạ dạ. Dạ vậy tâm sự con nhờ thầy giúp đỡ cho con nha thầy. Nhưng mà cái chuyện làm lá bùa thì con phải tới chỗ của thầy nghi lễ mới thực hiện được. Dạ dạ. Thầy cho địa chỉ đi, con bắt xe con tới liền bây giờ nè. Đường đi hơi khó, con ráng chịu cực chút. Thầy đang ở trên lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn. Ủa, trời ơi, xa dữ vậy hả thầy? Trời ơi, con á thì con ở miền Tây, mà con đâu có bỏ nhà bỏ cửa đi xa dữ vậy được thầy. Ở trên núi này năng lượng cao, thầy làm bùa chú mới linh nghiệm được. Nếu mà không đến được cũng không sao, thầy còn cách khác. Nhưng chỉ còn đúng cách này nữa thôi. Nếu mà con không làm được thì coi như mình không có duyên. Dạ dạ, còn cách nào nữa thầy nói đi thầy. Nếu mà con không thể đến trực tiếp được thì bằng cách nào đó con phải thể hiện được lòng thành của mình. Lát nữa đệ tử của thầy sẽ gửi cho con các gói xin bùa để con chọn. Sẽ có nhiều loại khác nhau, giá khác nhau. Ủa thầy ơi, thầy nói giá tiền là sao thầy? Tại vì hồi nãy cái cô kia đó, cô gọi cho con, cô nói là thầy không có nhận bất cứ lợi lộc nào hết trơn á. Thầy có nói với con là thầy nhận số tiền đó đâu. Thì con sẽ cúng cái khoản tiền để thể hiện lòng thành của mình. Sau khi xin được bùa thì con nhận lại cái số tiền con đã cúng. Bây giờ con không đến được thì con phải chuyển khoản. Đó là số tiền là lòng thành của con. Sau khi thầy cúng xin bùa xong thì đệ tử của thầy sẽ chuyển trả lại đầy đủ số tiền đó cho con, không thiếu một đồng nào, con hiểu không? Dạ thầy ơi. Như vậy á, là thí dụ như là mình không có đến trực tiếp mình cúng được thì mình gửi tiền để cho thầy cúng, để mà dùng cái tiền đó chứng tỏ cái lòng thành của mình đó, phải không thầy? Đúng rồi. Ủa mà thầy ơi, có thiệt là hả, cúng xong rồi cái là thầy gửi tiền đó thì trả lại cho con không thầy? Đây là chuyện tâm linh, thầy không có đùa với con. Thôi, con làm theo hay không thì tùy. Nhưng mà thầy nói rõ, không phải là ai thầy cũng giúp. Con là trường hợp đặc biệt, thầy kết nối được với năng lượng của con nên mới tìm tới. Vì vậy con không được tiết lộ chuyện này với ai. Nếu mà con tiết lộ ra cho người khác thì năng lượng tâm linh sẽ biến mất, lúc đó thầy có muốn cũng không giúp được. Thầy nhắc lại, tiền này thầy không đụng vào một đồng nào. Con chuyển tiền là thể hiện lòng thành của mình. Cúng xong nghi thức, thầy sai đệ tử chuyển trả tiền lại cho con. Người tự xưng thầy Na liên tục yêu cầu nạn nhân giữ kín sự việc. Nếu như bà Tư tỉnh táo phát hiện bất thường, trao đổi thêm với người thân hay bạn bè thì có lẽ sẽ không rơi vào bẫy lừa. Thấy ở thời điểm bây giờ,
mối quan hệ giữa chồng con và nhân tình chỉ mới sơ khai. Nhưng sau 2 tháng nữa, tình cảm sẽ bắt đầu sâu đậm. Dạ alo ạ. À. À dạ em chào chị, em là Trang, đệ tử của thầy Na đó chị. Dạ thì bây giờ em gửi cho chị Tư các gói mà mình cúng ha. Thì gói đầu tiên là gói cúng 5 triệu là làm người ta nhớ nhung tới mình nè. Gói 10 triệu là để xe duyên, là sẽ xe duyên cho hai người không có duyên mà trở thành có duyên với nhau đó chị. Dạ. Nhưng mà cái trường hợp của chị thì em nghĩ là chị nên dùng cái gói 15 triệu nha chị. Cái gói này sẽ kéo chồng chị về nè, để cho chồng chị bỏ nhân tình, quay về với chị luôn, bảo đảm 100% nha chị. Thiệt, lúc đầu tôi cũng còn nghi nghi, cũng sợ sợ mất tiền. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy ông thầy đó nói chuyện cũng thẳng thắn, chứ đâu có chào mời hay lôi kéo mình đưa tiền làm lễ gì đâu. Rồi thêm cái cô này, đệ tử của ổng, cũng nhiệt tình nữa. Mà giờ, thiệt, cũng chỉ có ổng mới cứu được tôi. Nên thôi, tôi quyết định tin tưởng. Dạ, vậy là chắc tôi là cái gói 15 triệu rồi đó, đó cô ơi. À, vậy là chị đã lấy gói 15 triệu đúng không ạ? Dạ. Dạ, vậy bây giờ em sẽ nhắn tin cho chị các hình ảnh cúng kiến nè. Rồi số tài khoản để cho chị chuyển khoản cho em 15 triệu. Nha chị. Dạ dạ. Dạ rồi rồi, cô gửi số tài khoản qua đi cô. Dạ dạ rồi. Sau đó tôi mới chuyển khoản 15 triệu cho họ. Rồi tôi mới nhắn tin cho cái cô Trang á, đệ tử của ông thầy đó. Tôi tính là báo cho cổ biết là tôi đã chuyển tiền rồi, để họ tranh thủ làm cái lá bùa giùm cho tôi. Nhưng mà có ai ngờ, lúc này thì có chuyện. Sao nhắn không được ta? Sao vậy? Nhắn không được vậy trơn à? Gọi thử coi. Ủa? Gọi cũng không được nữa. Kỳ vậy? Gọi lại lần nữa coi sao. Ủa? Gọi không được. Kỳ vậy? Ủa? Không lẽ mình bị lừa sao ta? Khi các con mồi nhắn tin, những thầy cúng online đều có cách tư vấn tương tự như nhau, khuyên nên cắt duyên âm, giải hạn, bùa yêu và chỉ làm phước chứ không lấy tiền bạc gì. Tuy nhiên trên thực tế các đối tượng lại đưa số tài khoản ngân hàng yêu cầu đưa tiền để làm lễ, đồng thời yêu cầu nạn nhân chuyển khoản chỉ để tên, không ghi rõ nội dung. Có thể thấy việc này nhằm mục đích không thể truy cứu nếu có bị truy ra tài khoản người nhận, và nói rằng số tiền này được dùng để thực hiện nghi lễ, sau đó sẽ trả lại cho nạn nhân. Thế nhưng sau khi nhận được tiền thì cũng là lúc những thầy cúng này biến mất hoàn toàn, cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Đặc biệt bọn lừa đảo chỉ liên hệ qua Facebook, nên khi bọn chúng xóa hoặc là chặn tài khoản thì nạn nhân không có bất cứ thông tin nào để có thể tìm ra bọn chúng. Ủa con, tan học lâu rồi á, sao con còn đứng đây vậy? Dạ. Con đừng có ngại, cô á là hiệu phó ở cái trường á, phía sau lưng trường con nè. Trời nắng muốn chết luôn à, mà con đứng đây, rồi lỡ á, có người xấu á, người ta bắt cóc con nít á, là con rất là nguy hiểm. Dạ, bình thường mẹ con đón con sớm lắm, mà sao giờ này con không thấy mẹ con tới? Tội nghiệp thằng nhỏ ghê á. Nắng căng trang à, mà không rước con nhỏ nữa. Con tên gì vậy? Con học lớp nào? Dạ con tên Khang, học lớp 5A. À, nè con đứng ở đây á, trời thì nắng nữa, một lát á con cảm nắng á là con bệnh á. Bây giờ á con theo cô chở con á đi qua nhà cô giáo chủ nhiệm của con nhé. Ủa, cô biết cô giáo chủ nhiệm của con hả? Cô biết chứ. Ở trong trường này nè, cô giáo nào cũng là bạn của cô hết trơn á. Nè, cô con á, tên gì? Dạ, cô Phương. Đó, thấy không? Bạn thân của cô luôn đó.
để cô gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm cho con nè. Này, alo, Phương hả? Trời ơi trời, nắng chang chang luôn à. Mà tôi thấy thằng bé Khang á, nó nói nó là học sinh của bà, nó đứng đây nè. Nên á, tôi điện cho bà về nhà chưa? À, hai về rồi hả? Thôi vậy á, tôi sẽ chở nó lại cái quán nước kế bên trường học nha. Rồi bà ghé rước nó nha. À, rồi, à, thấy không? Bây giờ á, con đi theo cô. Cái lợi đó, ngồi đợi, cô giáo chủ nhiệm con ra đón con. Dạ. Bằng động tác giả, gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm ngay trước mặt bé Khang đã khiến bé tin rằng người phụ nữ này thực sự là bạn của cô giáo mình. Để rồi sau đó bé Khang nghe theo lời, leo lên xe để người phụ nữ này chở đi. Đây cũng là điều phụ huynh cần lưu ý với con em mình. Cần dạy trẻ tuyệt đối không tin lời người lạ, dù cho họ có tự xưng là người quen của ba mẹ hay thầy cô giáo, và tuyệt đối không đi theo, không làm theo lời người lạ. Nếu cha mẹ đến rất trễ, hãy vào phía trong khuôn viên trường ngồi chờ, chứ không nên đứng trước cổng trường một mình. Này, vô đây uống nước đi con. Nắng quá. Đây, sao này? Đây, đưa nón ra cho bà. Rồi, vô ghế ngồi đi. Dạ. Đây, con. Con qua ghế kia ngồi cho bà đi. Đây, bà ngồi đây cho con ha. Rồi, đây. Đứng đây. Cô ơi, cho hai chai nước sâm đi. Đâu? Bữa nay con học ở trên lớp có giỏi không nè? Dạ, hôm nay con được 10 điểm môn toán luôn á cô. Trời ơi, giỏi quá ha. À, rồi bây giờ á, cô giáo á có cho bài về nhà làm không? Dạ có, hôm nay trên lớp cô con có cho bài về làm. À, đây, con uống nước đi nha. À, trời nó nắng quá đi. Uống miếng nè. Uống xong nước sâm ha. Rồi xong cái mình đem cái bài tập của cô giáo cho mình á, mình đem ra đây mình làm đi. Con mà làm giỏi ha, là cô sẽ thưởng cho con một bịch bóng. Rồi lấy tập ra nha. Dạ. Nào, bắt đầu, đây là. Rồi. Hai. Nào con thử làm cái bài này ha. Dạ. Con làm mà giỏi một cái là được một bịch bánh luôn. Mà con ơi. Dạ. Con đeo mấy cái này nè, rất là nguy hiểm. Nghe không? Đi học là không có được đeo đồ. Con đeo như vậy á, mấy cái kẻ gian á, người ta thấy là người ta bắt đầu người ta để ý con. Nghe không? Bây giờ á, cô á gọt mấy cái này ra cho con, xong rồi cô bỏ vô trong ba lô này ha. Dạ. Rồi á chừng nào con về á, con đi cho mẹ con không có được đeo nữa nghe chưa? Dạ. À, đưa đây cô cất cho. Này, gọt qua đi. Bà Duyên nói với bé Khang rằng việc đeo dây chuyền, đồng hồ đắt tiền rất dễ bị kẻ xấu để mất đến. Mượn cái này, bà ta tự tay tháo những món trang sức đắt tiền này ra giúp cho bé Khang và nói rằng sẽ cất vào trong ba lô của bé. Liệu người phụ nữ này có thật sự đáng tin hay không? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Đây nè con nghe. Đây cô bỏ đây nè. Đó. Cô bỏ trong này nha. Một lát về á, nói với mẹ là lấy ra cất, không có cho đeo. Rồi bây giờ mình làm bài học đi. Rồi đúng rồi đó. Ôi hay quá vậy ta. Vậy là được thưởng bánh rồi đó. Mà cô ơi, con làm xong bài tập rồi này cô. Vậy con ăn bánh nào nè, con lựa đi. Cô thưởng con một bánh đó. Dạ con chọn bịch này. Rồi. Mình đến đây, không mình cắt tập vô đi. Này, để cô coi coi cô Phương con. Để cô điện cho cô Phương. À, cô Phương nhắn cho cô nè, để cô coi. Bây giờ á, cô với cô Phương á, có cuộc họp gấp. Cô Phương cũng đã điện cho mẹ con rồi.
con trở lại cái chỗ hồi nãy cô chở con á. Con đứng đó con đợi mẹ con ha. Mẹ con sẽ rước con nha. Tính tiền đi cô ơi. Sau khi đạt được mục đích thành công trộm tài sản của bé Khang, bà Duyên ngay lập tức tìm cớ rời đi, bỏ mặc nạn nhân. Những cuộc gọi điện và tin nhắn với cô Phương, cô giáo chủ nhiệm của bé Khang, thực chất đều là giả. Bởi bà Duyên vốn không quen biết với cô giáo, mà chỉ mượn cớ này để khiến bé Khang tin tưởng. Còn về phần bé Khang, em tự mình đi bộ trở lại trường học đợi mẹ rước. Có thể thấy, mọi việc đều nằm trong sự tính toán của kẻ lừa đảo. Lừa bé Khang đi đến một nơi khác để có cớ kêu bé Khang lột trang sức ra. Vì nếu thực hiện hành vi trước cổng trường, sẽ dễ bị để ý. Khang, mẹ tới rồi nè. À, mẹ đến. Ừ. Ủa, con bánh hả? Dạ. Sao mẹ rước con chợ mới vậy? Mẹ xin lỗi con nha, bữa nay mẹ kẹt khách. Ủa, bánh con mua ăn hả? Dạ không, hồi nãy có cô kia qua mua bánh cho con ăn. Cô nào? Dạ, cô lúc mà con đứng một mình, cô chạy đó xong cô cho con chạy chở con đi mua bánh với mua nước uống. Mà cô chở con đi, cô có làm gì con không? Dạ không. Không hả? Cái đồng hồ, dây chuyền đâu rồi hả? Cô nói, trời ơi, cô nói là cô cất giùm con trong đây nè mẹ. Ở đâu? Ở đây nè. Đâu có đâu. Ngân nào, ngân nào, mày đâu có thấy. Ủa? Khang. Ủa, sao không mẹ, bây giờ mày hỏi nè, bây giờ mày hỏi con nè. Hồi nãy cô chở con đi, cô có làm gì con không? Dạ không. Cô không làm gì con hết đúng không? Dạ. Mua bánh cho con ăn thôi hả? Trên thực tế, bà Duyên vốn không phải là hiệu phó trường học như lời bà ta nói, mà vốn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Nhận thấy bé Khang đang đợi một mình trên vỉa hè, cộng thêm việc bé có đeo trang sức trên người, khiến bà Duyên nảy sinh lòng tham, tìm lý do tiếp cận, rồi dụ dỗ bé đi đến nơi khác để dễ dàng dở chiêu trò lấy tài sản, gồm một sợi dây chuyền và một cái đồng hồ thông minh. Thiệt, nghĩ lại mọi chuyện tôi giận bản thân dữ lắm. Chỉ vì cái sự lơ là của mình đón con tới trễ mà để con gặp phải chuyện như vậy. Mà cũng phần nào đó hên á, là bà đó chỉ lấy tài sản thôi, chứ không có bắt cóc hay làm hại gì đến con trai tôi. Chứ nếu không, thật sự tôi cũng không biết mình phải làm như thế nào nữa. Bé Như, con học bài hả? Dạ. Bây giờ mày đi công chuyện, con ở nhà chơi với Tư nha. Dạ. Con muốn ăn gì? Dạ, thích ăn cháo sườn. Cháo sườn đúng không? Dạ. Chị Tư, chút xíu chị nấu cháo cho bé Như ăn nha. Dạ. Nó là cháo sườn đó chị. Dạ, chút xíu tôi làm cho cô. Ừ. Mày đi công chuyện, chút mày về nha con. Dạ. Chị Tư. Dạ. Bây giờ em đi công chuyện chút về. Chị nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Ở nhà chỉ có chị với bé à, em cũng hơi lo. Nếu mà có ai tới kiếm á, mà chị thấy là lạ, chị nói khéo đi, đừng mở cửa cho họ vô nha. Dạ. Chứ em không yên tâm mấy. Dạ. Do hai vợ chồng tôi cũng bận rộn, nên tôi có thuê một người giúp việc á, để dọn dẹp nhà cửa với lại chăm sóc cho con nhỏ. Tôi thuê cái cô giúp việc này thông qua một cái ứng dụng tìm người giúp việc ở trên mạng. Cổ làm cho nhà tôi cũng được 3 tháng nay. Nói chung á, là tôi thấy cổ cũng hiền lành, siêng năng nên tôi cũng quý. Em đi chị, đóng cửa cẩn thận nha chị. Dạ. Con ngồi đây nha, bà vô bà làm chuyện chút. Có thể thấy chủ nhà này đã rất cẩn thận khi lắp đặt camera an ninh trong nhà. Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở người giúp việc không mở cửa cho người lạ. Thế nhưng khi chị rời khỏi nhà chưa lâu thì đã xảy ra chuyện. Đây là sự vô tình hay cố ý của người giúp việc trước camera an ninh? Cùng theo dõi tiếp quý vị nhé. Ủa,
gì đó cậu? Dạ con giao hàng đó con. Cậu tìm ai vậy? Dạ đơn hàng này của chị Nguyễn Thị Kim Oanh đó con. À thì đúng rồi, nhưng mà giờ này cô Oanh không có ở nhà. Chị Oanh nói là con vô trong này giao hàng, xong đợi chút xíu chị Oanh về thanh toán luôn. Tại đơn hàng này giá trị nó lớn đó con. Thôi để tôi mở cửa. Dạ. Tiền đâu? Chị gì vậy? Tiền gì? Tôi không biết tiền gì hết trơn. Chị gì vậy? Đừng em! Đừng có làm con bé ra. Đừng em ngay. Bà đừng em ngay. Con ơi! Đừng có hại con bé ra cậu ơi. Bà chỉ chỗ tôi để tiền đi, tôi không hại nó. Tôi không có biết tiền gì, tôi không biết để đâu hết á. Bà ơi, ông sao không? Im. Bà dẫn tôi để tiền đi. Nhanh lên. Tình huống diễn ra trông có vẻ như người giúp việc đáng thương bị sập bẫy của bọn cướp mạo danh người giao hàng. Nhưng thực chất, đó chính là màn kịch hoàn hảo của băng cướp trước camera an ninh nhằm tạo bằng chứng vô can cho người giúp việc. Mày đó! Mày đó! Im không? Ngồi im! Rút! Con có sao không? Con đừng có sợ nha! Thường thì sáng nào tôi cũng đi công chuyện sớm, tầm khoảng 30 phút tới 1 tiếng. Nhưng mà hôm đó khi tôi về tới nhà thì phát hiện là xảy ra chuyện lớn. Tôi vô trong phòng thì thấy đồ đạc bị lục tung lên hết, bị mất một cái laptop, hai cái điện thoại, iPad với nhiều đồng hồ, trang sức của tôi và mấy chục triệu tiền mặt nữa. Tổng thiệt hại tôi tính sơ sơ cũng khoảng 150 triệu đồng lận. Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Con có đau không? Mẹ trời! Nó lục bộ lấy hết trời trơn rồi. Con, nó có làm gì con không con? Con có sao không? Cô ơi! Bên ra đóng cửa giùm tôi đi Tư! Dạ. Không sao hả con? Nó không làm gì con hết hả? Con không có sợ đúng không? Con có sợ quá, có mẹ về rồi. Có mẹ rồi. Gọi đi nha. Cô ơi con! Con bắt con mẹ cái! Nó lấy luôn cái 10 triệu mà tôi dành dụng mấy tháng nay. Nó ép tôi phải dẫn lên phòng kỹ. Rồi nó lên lầu, nó lục phòng của cô. Nó lấy vàng, bạc, cái gì nó cũng lấy hết trơn rồi cô ơi. Mà ngay lúc đó tôi gọi điện trình báo cho công an. Sau khi trích xuất camera xem lại diễn biến của vụ việc thì phía công an phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn, cho thấy là bọn cướp không chỉ có hai tên mà phải có thêm người tiếp ứng thì mới ra tay nhanh gọn như vậy. Nhất là khi tên cướp khống chế dẫn bà giúp việc vô nhà thì chỉ 5 phút sau đã quay trở ra. Làm sao trong cái thời gian ngắn như vậy mà có thể gom hết tài sản giá trị mà tôi đã cất giữ rất là kỹ lưỡng. Rất là may sau đó công an đã bắt được hai tên cướp, và lời khai của bọn chúng mới là điều khiến tôi bàng hoàng. Chính bà giúp việc là chủ mưu trong cái vụ này. Bà biết rõ giờ giấc mỗi sáng mà tôi rời khỏi nhà, biết vị trí mà tôi cất tiền với các tài sản khác, nên đã bàn bạc với đồng bọn để diễn cái màn kịch bị cướp khống chế để chạy tội. Nhưng làm sao mà qua được nghiệp vụ điều tra của công an? Nghĩ lại tôi còn sợ, vì trước đó đã quá chủ quan, thuê người giúp việc mà không tìm hiểu kỹ nhân thân, còn giao con nhỏ cho bả trông coi. Đúng là bài học nhớ đời. Tôi có một căn nhà rộng rãi, nằm ở mặt tiền đường, rất thuận lợi cho kinh doanh, nên vợ chồng tôi có mở quán cà phê phía trước. Phía trong là vợ chồng tôi ở,
còn dư 3 phòng thì tôi cho thuê trọ. Nhưng giờ vợ chồng tôi tính về quê lập nghiệp luôn, nên có ý định rao bán ngôi nhà này. Rao bán gần cả tháng rồi, nhưng miết vẫn chưa bán được. Ngày hôm ấy khi tôi đang ở quán thì có một người đàn ông lạ mặt đi tới. Mấy đứa ơi, có khách vô kìa. Cho hỏi, anh là chủ quán? Dạ đúng rồi, có gì không anh? Dạ mời anh ngồi. Hôm trước thỏa thuận mua nhà, khi mà giao tiền xong hết rồi thì sau một tuần là mấy anh dọn quán để trả mặt bằng lại cho tôi mà. Tôi có bán nhà cho anh gì đâu mà dọn chứ không dọn. Hôm trước tôi với cô Quyên ra ngoài văn phòng công chứng là đã thỏa thuận ký hợp đồng rồi chuyển nhượng sang tên, tôi thanh toán đầy đủ hết rồi. Anh nói cái gì? Cô Quyên bán cái nhà này cho anh? Đúng rồi. Cô Quyên á chỉ là người tôi nhờ tìm khách để bán nhà này giùm tôi. Tôi mới là chủ căn nhà này. Tôi mới là chủ căn nhà này. Đây, đây là giấy tờ nhà đất chuyển nhượng sang tên của tôi luôn rồi. Anh xem, tôi với cô Quyên làm ngoài phòng công chứng, tôi đã thanh toán tiền chuyển khoản đầy đủ hết. Cô Quyên bán nhà này cho anh? Đúng rồi. Đây là giấy tờ chú nhờ con đi thẩm định giùm chú. Cô Quyên á là người ở trọ nhà tôi cũng gần một năm rồi. Biết được cổ làm bất động sản, cụ thể là nhân viên mua bán, nên tôi nhờ cổ giúp tôi bán nhà. Tại tôi không có thời gian dẫn khách tới lui xem nhà vì vợ chồng tôi á đi về quê thường xuyên lắm. Khi nghe cổ hỏi mượn giấy tờ nhà để kiểm tra rồi chụp lại, sau đó gửi ngân hàng thẩm định giá, cổ hứa sẽ giúp tôi bán được giá cao nhất có thể. Tôi không hề nghi ngờ gì, mà lại cảm thấy cổ rất là nhiệt tình giúp tôi nữa chứ. Mọi chuyện á, chú nhờ con giúp đỡ chú hết. Dạ. Lúc này á, công việc chú lu bù lắm. Thêm á, công ty mới đi vào hoạt động nữa. Còn thím bay, ở quản không có nổi đâu. Vậy thì chú cứ yên tâm mà chú lo công việc với lại công ty đi. Còn cái chuyện nhà cửa này để con lo. Cô Quyên á, cổ có kêu tôi đưa hồ sơ gốc cho cổ đi thẩm định giá. Bán nhà, ai mà chẳng muốn bán được giá cao, nhưng bán không được. Cổ đem trả hồ sơ lại cho tôi rồi. Không lẽ anh ngồi đi chờ tôi nha. Chờ tôi một chút. Nè, anh coi đi, đây mới là giấy tờ thiệt. Tôi mới chính là chủ căn nhà này. Sau khi so sánh hai bộ giấy tờ, tôi và ổng đều tá hỏa khi phát hiện hai bộ giấy tờ này thật sự rất giống nhau. Chỉ khác á là một bộ tên tôi, còn một bộ tên của cô Quyên. Tôi cũng đã hiểu chiêu trò của cô Quyên đó rồi. Tức là sau khi có được bộ giấy tờ nhà của tôi, cổ đã đem đi làm giả một bộ y hệt như vậy. Và người đứng tên tất nhiên là cổ. Và đem ngôi nhà này bán cho ông ấy, chiếm trọn số tiền nhà mà ông ấy đã giao. Chú mua cái căn nhà này thì sao? À, người ta hết hợp đồng rồi chú. Bây giờ nếu mà chú muốn mua phải không, là mình làm xong thủ tục là người ta tự động chuyển ra luôn. Dạ. Sao chú thấy làm sao? Ở đây thích hợp kinh doanh rồi. Nói chung là đầy đủ luôn chú, gần đông đúc. Nếu mà chú mua căn nhà này thì con muốn nhận tiền mặt hay là chuyển khoản? À dạ, nếu mà chú quyết định mua thì con với chú sẽ ra văn phòng công chứng, rồi mình sẽ làm giấy tờ thủ tục rồi sang tên cho chú, rồi chú chồng tiền cho con tại văn phòng công chứng luôn. Rồi, vậy là tiền mặt. Dạ. Rồi. Dạ. Hôm đó tôi cùng với cô Quyên ở ngoài phòng công chứng á, thì người ta đã kiểm tra tất cả nhân thân rồi giấy tờ các kiểu nữa, đều là hợp lệ hết. Nên tôi muốn mua căn nhà này.
Lúc đó tôi còn hỏi thêm cái giấy tờ này nữa, thì người ta khẳng định với tôi là giấy tờ này nè, chỉ có chủ sở hữu mới có thể trích sao ra được, nên không có nghi ngờ gì về cái giấy xác nhận chứng minh nhân dân do cái người yêu cầu công chứng hợp đồng đó cung cấp. Tôi hỏi rất là rõ ràng, bên công chứng người ta làm cũng rõ ràng giải thích cho tôi. Thành ra khi mà làm giấy tờ chuyển nhượng dấu tay gì xong xuôi ký thì tôi mới chuyển khoản hết cho cô Quyên. Vậy á là tôi hiểu rồi. Cô Quyên á đã lấy bộ hồ sơ gốc của tôi á để làm ra một bộ y chang như vậy. Nhưng mà bên công chứng cũng chuyển tên sở hữu cho tôi mà. Không được. Chuyện này tôi sẽ nhờ bên chính quyền giải quyết. Bên tôi mua là ra công chứng rõ ràng. Ông ấy không chấp nhận được việc mình đã bị lừa mất tiền và trình báo cho cơ quan công an. Nhưng bên cơ quan công an cho hay á là vụ việc này á rất là khó giải quyết, vì mọi thông tin bằng chứng đều á gây bất lợi cho ông ấy. Hiện công an đang rao riết truy tìm kẻ lừa đảo, sớm trả lại số tiền mua nhà cho ông. Thưa quý vị, nhà đất là tài sản có giá trị lớn, nếu bị lừa đảo sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Về phía bên văn phòng công chứng viên có kiểm tra các loại giấy tờ do các bên yêu cầu công chứng cung cấp bằng mắt thường và bằng kinh nghiệm thực tế, chứ không đủ điều kiện cũng như là phương tiện để xác định giấy tờ thật hay giả như một giám định viên, nên họ cũng là nạn nhân trong vụ việc này. Vậy nên, Quang Huy mong rằng quý vị hãy luôn cảnh giác khi mua, bán hoặc là chuyển nhượng nhà đất để tránh rủi ro quý vị nhé. Cái mặt nhăn quá vậy. Ơi bà, có nghe nè. Gì? Hồi lại á, có một bên cửa hàng điện thoại báo với tôi á là có mua lại cái điện thoại của tôi. Rồi tôi hỏi á là bây giờ tôi làm cách nào để chuột được. Thì cái anh đó nói với tôi á là ảnh gửi cho tôi cái đường link, kêu tôi nhấp vô đó để xác nhận coi phải là cái điện thoại mất của tôi không. Tôi click vô mà bây giờ tất cả tài khoản của tôi giờ bị mất hết rồi, giờ sao bà? Trời đất ơi, sao tự nhiên bà vô mấy cái link đó làm cái gì? Bà có biết bây giờ hả, mấy cái link bậy bạ đó nè, thứ nhất á là virus mã độc không à, rồi hả nó hack cả Facebook, Zalo, kể cả số điện thoại hay là tin nhắn trong mail này kia. Rồi không những vậy ha, tài khoản ngân hàng của bà nó còn vô được luôn á. Giờ bây giờ tôi phải làm sao giờ? Thiệt chứ, đầu óc tôi lú lẫn hay gì á. Nếu không may rơi vào tình huống tương tự như chị Phượng, thì trước hết quý vị cần giữ sự tỉnh táo. Để chứng minh mình là chủ nhân của chiếc điện thoại, quý vị hãy chủ động đề xuất những phương án như gặp mặt trực tiếp và xác minh bằng việc mở mật khẩu điện thoại hoặc đăng nhập iCloud. Nhưng lưu ý không tiết lộ bất kỳ mật khẩu nào cho đối phương biết, mà hãy trực tiếp thao tác trên điện thoại. Một cách khác nữa là có thể mô tả chi tiết về vẻ ngoài chiếc điện thoại, mô tả về những dữ liệu bên trong điện thoại như là hình ảnh, tin nhắn, tài liệu, danh bạ và để cho người giữ điện thoại kiểm tra xem có đúng như những gì chúng ta nói hay không. Với những tình huống như thế này, quý vị không nên trao đổi qua điện thoại mà thay vào đó hãy gặp mặt trực tiếp để xử lý và không nên đi một mình mà cần có người đi theo cùng để hạn chế những rủi ro. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay bất kỳ mật khẩu nào cho đối phương biết, đồng thời cần lưu ý không nhấp vào những đường link do đối phương gửi qua. Bởi chiêu thức chung của những kẻ lừa đảo là sẽ tạo tình huống và đưa ra những lý do thúc ép nạn nhân nhấp vào các đường link có chứa mã độc. Từ đó toàn bộ thông tin dữ liệu, cũng như các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng của nạn nhân sẽ bị bọn chúng hack thành công và chiếm đoạt tài sản.